Hôm nay mình sẽ ăn thử món giò thủ. Món này mình mua siêu thị với giá 99k. Trọng lượng nó là 475g, đến từ nhà sản xuất thực phẩm Đồng Nai. Giò thủ này thường ăn vào dịp Tết. Hôm nay chưa tới Tết nhưng mình ăn thử. Có mùi vị rất là thơm, mời mọi người ăn thử cùng mình nhé. Có thịt nạc, nấm mèo, tiêu, hơi cay cay, da heo, tai heo. Ăn nó sực sực các bạn. Ăn cũng khá ngon các bạn. Có thể là ăn kèm với lại củ kiệu sẽ ngon hơn. Món này dùng để nhâm nhi với bạn bè thì ok đó các bạn.